Đây là kênh Tuyển Văn Hóa Stadium thuộc hệ thống Tuyển Văn Hóa, nơi giới thiệu đến quý khán giả những thông tin độc lạ, những góc nhìn lý thú nhất xoay quanh quả bóng tròn. Anh em nào muốn cập nhật tin tức bóng đá nhanh nhất, hot nhất thì hãy vào kênh Tuyển Văn Hóa Stadium nói riêng và hệ thống Tuyển Văn Hóa nói chung nha. Một vấn đề đã được nói đi nói lại rất nhiều lần xuyên suốt thời điểm chuẩn bị cho đến thời điểm diễn ra World Cup 2022, đó chính là chất lượng và tính chuyên môn của đội chủ nhà. Người đầu tiên nêu ra vấn đề đó ở Qatar chính là huyền thoại Eric Cantona, người đã từng tuyên bố thẳng thừng như sau: "Tôi thậm chí chẳng quan tâm tới kỳ World Cup năm nay. Cá nhân mà nói, tôi thậm chí không xem nó. Tôi sẽ chẳng quan tâm tới kỳ World Cup đó. Thậm chí theo cá nhân tôi cũng chẳng xem một trận nào luôn. Thật tệ hại khi nhìn vào cái cách công nhân của họ bị đối xử. Tôi sẽ không nêu ra ý kiến phản đối nếu bóng đá được tổ chức ở những quốc gia có thể phát triển về bóng đá như Nam Phi hay Mỹ. Còn ở Qatar, tiền mới là thứ quyết định mọi thứ." Những lời nhận xét của cựu cầu thủ người Pháp từng thi đấu cho Man United càng ứng nghiệm hơn khi xét đến hành trình của Qatar tại World Cup năm nay. Cụ thể, họ đã để thua cả hai trận đầu ở bảng A gặp Ecuador và Senegal. Trong khi đó, các đại diện tới từ châu Á khác đều có được những chiến thắng trên những đại diện hàng đầu của bóng đá châu Âu cũng như Nam Mỹ. Một vài ví dụ có thể kể đến như thắng lợi 2-1 của Nhật trước Đức, trận thắng của Ả Rập Xê Út trước những vũ công tango tới từ Argentina, hay gần đây nhất là trận thắng của Iran trước đội tuyển xứ Wales, đội bóng từng lọt vào tới vòng bán kết của kỳ Euro 2016 diễn ra trên đất Pháp cách đây 6 năm. Trong trận thắng của Nhật Bản, có một hình ảnh được chia sẻ rất nhiều bởi người dân Trung Quốc, đó là hình ảnh một cổ động viên Trung Quốc sau khi chứng kiến chiến thắng quật cường của người Nhật trước những cỗ xe tăng Đức đã cảm thán với tình hình của đội nhà. Tại sao cùng là người châu Á, tại sao có cùng thể chất, tại sao cùng được đầu tư, vậy mà Nhật lại làm được điều này, còn chúng ta thì không? Có lẽ cái tâm tư đó của người hâm mộ bóng đá Trung Quốc nọ cũng chính là tâm tư của những người yêu bóng đá tới từ Qatar, một quốc gia cũng đầu tư rất nhiều cho bộ môn bóng đá những năm gần đây. Để có thể thấy được Qatar đã đầu tư nhiều thế nào cho vòng chung kết World Cup năm nay, chúng ta cần phải nhìn vào chặng đường phát triển của nền bóng đá này. Đầu tiên, họ lập ra một lò đào tạo có liên kết với Barcelona, lò đào tạo Aspire, vào năm 2005, tức là cách đây 17 năm. Kể từ đó đã có rất nhiều học viên thành tài từ lò đào tạo này trở thành các cầu thủ nòng cốt trong đội hình đội tuyển Qatar, như trường hợp của Amwes Ali, tiền đạo được trao giải vua phá lưới tại CONCACAF Gold Cup diễn ra cách đây 1 năm trên đất Mỹ. Giải đấu mà Qatar đã tham gia với tư cách khách mời nhưng lại vào đến tận bán kết. Bản thân huấn luyện viên của Felix Sanchez cũng từng làm việc cho lò đào tạo này trước khi trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Qatar và U23 Qatar. Một điểm khá giống với trường hợp của huấn luyện viên Guillaume Gracien, huấn luyện viên của Hoàng Anh Gia Lai, người cũng trở thành huấn luyện viên đội U19 Việt Nam sau quãng thời gian dài làm việc cho lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai. Ngoài những điều kể trên, hoàng gia của Qatar cũng đặt ra một nước đi có thể được xem là mang tính cách mạng với nền bóng đá nước này, đó là mua lại hoặc liên kết các câu lạc bộ ở giải hạng dưới của Tây Ban Nha hay các nước châu Âu để có thể đưa cầu thủ của mình thi đấu ở các giải đấu kể trên, qua đó giúp các cầu thủ làm quen với môi trường bóng đá đỉnh cao của nước ngoài. Một nước đi đã phần nào giúp cho Qatar có những thành tích đáng kể trong những thời gian trở lại đây. Nhờ công cuộc cải cách này mà đội chủ nhà Qatar đã đạt được những kết quả cực kỳ khả quan về mặt thành tích. Đầu tiên đó là danh hiệu Asian Cup 2019 sau khi vượt qua hàng loạt đối thủ sừng sỏ khu vực châu Á, rồi sau đó đánh bại Nhật, một ông kẻ của bóng đá châu Á ở chung kết trên đất UAE, một quốc gia khác cũng thuộc Trung Đông. Tiếp theo, như chúng ta đã biết, Qatar đã nã vào lưới Paraguay tới 2 bàn thắng trong trận đấu mở màn gặp khách quen của các kỳ World Cup này và một lối chơi đôi công đầy tự tin, điều có thể được xem là minh chứng cho thành công của một đại diện châu Á trước một đội tuyển đến từ Nam Mỹ. Tuy nhiên, những điều trên vẫn không thể so sánh bằng việc họ lọt vào bán kết CONCACAF Gold Cup 2021 sau khi vượt qua các đội bóng có trình độ và thể lực vượt trội hơn họ và chỉ để thua đội vô địch năm đó là đội tuyển Mỹ. Cuối cùng, ở FIFA Arab Cup, giải đấu vốn được xem như là phiên bản vụng về của Confederation Cups dành cho nước chủ nhà World Cup 2022. Qatar, đất nước nhỏ bé ở vùng vịnh này đã làm được điều mà ít đội bóng châu Phi nào có thể làm được, đó là đánh bại Ai Cập trong trận tranh huy chương đồng diễn ra trên sân vận động 974. Có thể thấy Qatar cũng có đầu tư, cũng đã đạt được những thành tích nhất định từ việc đổ tiền vào các cầu thủ cũng như công tác huấn luyện. Nhưng một lần nữa, lại là một chữ nhưng. Những sự đầu tư đó của họ chỉ nằm ở mức ngắn hạn, tức là cũng như bóng đá Trung Quốc, phần nhiều là mang tính hình ảnh chạy đà cho World Cup 2022 trên quê hương mình nhiều hơn là đầu tư thực sự cho một chiến lược bóng đá lâu dài. Trước khi giải đấu này diễn ra, đã có rất nhiều thông tin về việc nước chủ nhà đã quyết định mua độ các đội bóng tham dự giải đấu năm nay. Sẽ chẳng ai để ý thông tin này nếu nó không đến từ một nguồn rất uy tín, đó là tác giả Amjad Taha, người đã chấp bút cho quyển sách về mùa xuân Ả Rập, The Deception of Arab Spring, tức những sự lừa dối của mùa xuân Ả Rập. Đương nhiên, với một profile khủng như thế, những thông tin của Amjad Taha chắc chắn là rất có trọng lượng. Vì vậy, hàng loạt trang tin bóng đá châu Âu đã giật ra rất nhiều dòng tít về vụ việc này. Tuy nhiên, những gì diễn ra ở hai trận đấu gặp Ecuador và Senegal đã chứng minh rằng
nơi chủ nhà Qatar, dù để thua cả hai trận, vẫn cho thấy sự quân tử của mình khi không nhờ vào sự can thiệp của trọng tài hay FIFA, như trường hợp của chủ nhà Hàn Quốc ở kỳ World Cup 2002, kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức ở châu Á. Không thể phủ nhận việc Qatar đã sử dụng quyền lực của một nước có trữ lượng dầu mỏ, cùng với đó là mối quan hệ làm ăn buôn bán vũ khí với các nước châu Âu, làm tiền đề để việc tổ chức World Cup 2022 được diễn ra. Điều đã được Sepp Blatter, cựu chủ tịch FIFA chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn trước khi World Cup 2022 diễn ra. Cùng với đó là rất nhiều vấn đề chuyên môn bên trong cũng như bên ngoài sân cỏ. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nước chủ nhà Qatar, dù với kinh nghiệm và đẳng cấp hạn hẹp của mình, đã cố gắng hết sức để giúp người hâm mộ bóng đá thế giới có được một kỳ World Cup tạm gọi là thành công, ít ra là về mặt chuyên môn cho tới thời điểm hiện tại của giải đấu. Có thể người ta sẽ còn nhớ đến kỳ World Cup này như một kỳ World Cup của một nước chủ nhà có tư duy trung cổ khi phân biệt với người đồng tính, một kỳ World Cup mà cả Việt Nam chúng ta cũng đã gây ra rất nhiều tranh cãi về cách tổ chức chương trình của nhà đài. Nhưng dù sao đi chăng nữa, quả bóng vẫn sẽ lăn và người hâm mộ bóng đá thế giới sẽ cùng tạm gác lại những vấn đề bên lề để tập trung vào một kỳ World Cup đầy sôi động và hào hứng. Một kỳ World Cup có rất nhiều bất ngờ, đặc biệt là đến từ các đại diện châu Á. Có thể thấy giải đấu lần này như để giúp chúng ta xóa đi nỗi đau của 2 năm trời chịu trận vì đại dịch Covid-19 cũng như những khó khăn về mặt kinh tế mà đại dịch đáng sợ này đã để lại cho nhân loại. Tự chung lại, World Cup 2022 sẽ là kỳ World Cup có nhiều tranh cãi nhất nhưng cũng để lại nhiều ấn tượng đẹp nhất. Không chỉ bởi nó diễn ra ở một thời điểm quá dị, thời điểm mùa đông có thể được xem là thời điểm nước rút của các đội bóng tại năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, mà còn bởi sự ngây thơ và có chút gì đó quân tử của chủ nhà Qatar. Hệt như chàng thái tử có vẻ mặt ngơ ngác đang nổi như cồn trên khắp mạng xã hội những ngày gần đây vậy. Thực sự vẫn phải cảm ơn Qatar vì đã chơi một cách sòng phẳng, thậm chí chịu tiếng là chủ nhà tệ nhất lịch sử World Cup.